Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng cũng không có gì ăn, con ăn khoai từ. Chị ơi cái nồi khoai từ đó ăn khoai nóng là wow, nóng quá cả nhà. Rồi. Em chào cả nhà, hôm nay trời mưa mưa không biết ăn cái gì luôn cả nhà. Mà trời mưa thì thường thèm những cái món ăn vặt. Mà bây giờ mình không biết ăn cái món gì ta. Em có trái chuối nè, giờ em mời cả nhà cùng ăn trái chuối với em. Giờ ăn miếng chuối xong cả nhà cùng theo chân em nha. Rồi em đi lên đây coi có khoai ngon ngon một ít ra khoai về luộc. Trời mưa chỉ có ăn ra đồ luộc. Trời mưa mà có rồi khoai luộc là ngon luôn. Trời đang mưa này cả nhà. Trời ơi trời mưa mà quay không biết là ướt cái máy không biết. Đây em thấy thằng khoai này hơi nhỏ hả? Khoai lên. Ghé lại hàng khoai từ, mua khoai từ mà thấy khoai từ bắt mẻ quá cả nhà. À, lắm lem bùng luôn. Rồi lửa sợ dính tay. Khoai từ nhiêu ký vậy cơ? Đắt không mấy chả? Đây là khoai từ. Trời mưa khoai đắt cả nhà. Trời mưa ai cũng mua hết đấy. Mà khoai từ gì đâu mà dính đắt. Đó. Nhìn ghê quá mà cũng phải mua. Mua về rửa luộc. Tại trời mưa ăn khoai nó ngon á. Đây em đã dạo một vòng loại mưa, mua được một ít khoai. Khoai từ sau khi em mua về em rửa thì cũng đã xong, cho ra rổ để ráo và cũng khô rồi cả nhà. Khoai từ lúc em mua cả nhà thấy không, khoai từ rất là dơ, bùn không là bùn mà bùn bùn đất đỏ cả nhà. Nhìn cái củ khoai từ nhìn gớm hơn, nhưng mà em rửa ra cái củ khoai từ nó rất là ngon và nó trắng, nhìn nó sạch sẽ, nhìn cái củ khoai từ ngon hơn cả nhà. Thì khoai từ em đã rửa xong rồi, trời mưa mưa nha, ăn khoai là ngon nhất luôn á cả nhà. Đó, trời mưa chỉ cần bày một cái rổ khoai ra hoặc là một xôn khoai luộc ra là ăn khoai rồi khỏi nói luôn. Mà em mua khoai từ nha cả nhà, em rất là thích ăn khoai từ. Khoai từ ăn nó dẻo dẻo bùi bùi nó rất là ngon. Em thích ăn khoai từ nè, khoai mì nè, và khoai sáp, khoai sọ nè. Khoai lang thì em ít thích lắm, nhưng mà khoai lang cũng ngon cả nhà. Nhưng mà có mấy cái khoai này là em ăn mấy khoai này nhiều hơn. Rồi khoai thì em mua về em rửa em để ráo và cũng khô rồi. Bây giờ em đem đi luộc. Em có chuẩn bị cái nồi nước. Bây giờ em bấm lò cho nước nó nóng, sau đó thì em cho khoai vào em luộc nha cả nhà. Rồi bây giờ em cho khoai vào cái nồi luôn nha. Rồi em đã cho khoai vào nồi, em đậy nắp lại. Giờ đợi khoai luộc cho chín tới nha cả nhà. Khoi đang sôi và nóng lên nè cả nhà. Em giờ nắp ra thử xem thử cái khoai nó như thế nào nha, nó chín chưa ha. Khoai thì chưa chín, mới sôi thôi. Và bây giờ cả nhà đợi cho cái khoai nó chín nha cả nhà. Khoai nãy giờ em luộc được 30 phút rồi, khoai thì cũng đã chín rồi cả nhà. Em giờ nắp ra vào khói nó bốc lên, nhìn nó ấm lòng gì đâu cả nhà. Trời thì mưa se se lạnh lạnh, nồi khoai thì nóng hổi bốc khói, còn gì bằng nữa cả nhà. Rồi khoai đã chín rồi, bây giờ em tắt lò. Rồi bây giờ em bưng cái nồi khoai này xuống ăn liền cho nó nóng, nó ngon nha cả nhà. Khoai từ nóng hổi vừa thổi vừa ăn ngon ngon cả nhà. Đó, ăn khoai nóng là phải gì này cả nhà. Đó, nó còn nóng, phải cầm lên. Wow, nóng quá cả nhà. Vào bưng cái khoai xuống. Nóng nha. Ăn khoai phải thổi như vậy nè, cho khoai nó nguội nè, vừa ăn vừa thổi nè. Đó, nóng hổi nè, và rất là ngon. Rồi giờ bưng ra. Ăn khoai nóng là phải gì này cả nhà. Thổi. Thổi cho nguội, sau đó thì lột vỏ. Ơi, khoai nóng quá nha. Giờ bưng ra đây ngồi em ăn. Em bưng nóng quá, bây giờ em để xuống dưới đây nha.
ăn luôn. Wow. Ăn khoai nóng thì nó ngon, nhưng mà cầm nó nóng cả nhà. Rồi lột khoai nè. Cái khoai này á, mình luộc á, là mình phải xẻ một đường như vậy nè, để cho mình dễ lột như cả nhà. Nếu như cái khoai này mình không xẻ một đường á, thì mình không có lột được đâu, nó khó lột lắm đó. Nóng quá. Thôi, nóng quá, em mời cả nhà. Khoai nó ngon, khoai nè nó dẻo dẻo bùi bùi nó ngon cả nhà. Khoai nóng bốc khói luôn. Nóng. Này ở trên đầu thì nó bùi, mình cắn xuống bên dưới thì nó dịu nên ăn nó mới ngán, rất là ngon. Mình là xẻ một đường cái mình lột nó dễ luôn, cái nó ra hết cả nhà. Ngày mưa gió ăn khoai là nhất luôn cả nhà. Cả nhà xem video, cả nhà ủng hộ video cho em đi cả nhà, để em có thêm động lực làm video mỗi ngày cả nhà. Ăn củ này là củ thứ ba. Trời mưa mà có một cái nồi khoai á, em thấy là bưng ra ai cũng khói đấy. Rồi em mua cái khoai từ này, em thích ăn khoai từ mà em tới hàng khoai từ á, em thấy nó lắm lem bùn đất, trời ơi, không muốn mua luôn. Nhưng mà thích ăn khoai từ quá nên lựa một ít mang về rửa ra thì củ khoai cũng ngon cả nhà. Cái củ này em thấy nó không có bùi mà nó dẻo hết luôn. Củ này ăn ngon. Củ đi ngon này, bùi bùi. Khoai á, mình mua khoai á mà cũng như là người ta đào lên á, cũng vài ngày á, phơi đồ cái kiểu như khô á, cái khoai mình luộc nó ngon á. Còn khoai mà khoai mới á, mình luộc thấy nó ngon á. Nên cái khoai này cũng mới, luộc thì em thấy cũng chưa ngon lắm. Khoai lang nữa cũng vậy, mình để lâu mình luộc cái khoai nó ngon.
hơi bùi nhiễu nè. Đi thì cứ đi thôi, đâu có định hướng được, nước nó cuốn luôn, thấy tội ghê luôn á. Thôi ngồi bay bay nãy giờ mày mang 4 năm cũ coi ngon thì cứ chắc mà trời mưa ăn còn ngon hơn nữa nha. Mưa thấy mấy em nhỏ ở một sông xa đi học rất là tội luôn. Cuối tuần em mến chúc cho cả nhà luôn may mắn, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Rồi cả nhà, sau khi em luộc khoai, thì Manda cũng mời cả nhà cùng thưởng thức ăn khoai từ cùng em vào cái ngày mưa, rất là ngon. Cả nhà thấy cái món khoai từ luộc, cả nhà xem, cả nhà cho em một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký để có cái video mới tiếp theo xem nha cả nhà. Em luôn chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em bye cả nhà.